Vâng, xin chào mọi người nhé. Hôm nay em xin giới thiệu về đây là cây cảnh nhà em. Biển hiệu là cây cảnh Biên Hòa, địa chỉ tại 238 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp. Ngay cầu Xuân Máu luôn các anh chị nha. Vườn nhà em cung cấp đủ tất cả các loại cây, hoa, kiểng, bonsai. Cây gì cũng có, cây gì gì đi, cây gì cũng có. Đấy, hàng em mới lên bông hoa rất là rực rỡ. Đây, rất là nhiều loại cây. Đây, em thử hạ một cây cây cho anh chị xem. Rất là đẹp. Mời anh chị em và các bạn đến với cây cảnh Biên Hòa tại 238 Nguyễn Ái Quốc. Rất nhiều loại cây. Đây, xương rồng này. Đấy, em show lên cho các anh chị coi. Đấy, nhà em có cả trọng đỏ tự do chính nhà sản xuất luôn. Đây, rất nhiều loại xương rồng. Rất nhiều loại cây. Bên em cung cấp tất cả các loại cây, hoa, cây cảnh, từ trong Nam cho đến miền Bắc, loại gì cũng có. Mời các anh chị xem qua cây cảnh nhà em. Rất là nhiều. Đây ạ. Hàng bông hoa này rất là chạy. Cúc của Đà Lạt hết pha. Bông rất là rực rỡ mà rất là bền. Một bông này có thể trưng đến 2-3 tháng vẫn vô tư. Ngoài ra bên em còn cung cấp một số các loại cây thủy sinh trồng trong nước rất là đẹp. Đây, show cho anh chị coi. Đây, một số loại cây nhập ở nước ngoài về. Đây, cây này người ta gọi là phát tài núi, hàng nhập bên nước ngoài về. Một cây rất là đẹp, một cây rất là nhiều thân. Trưng cái này là phong thủy về nhà, phát tài, làm ăn là tấn tới, tiền vào là như nước. Đó, mời các anh chị coi. Có rất nhiều loại cây để bàn. Rất nhiều loại cây đẹp cho các anh chị. Đó, ngoài ra bên em cung cấp đầy đủ các loại mẫu chậu, từ chậu trồng lan cho đến chậu trồng cây. Đây, chậu trồng lan đấy, em show lên cho các anh chị coi. Anh chị nào mà có nhu cầu thì cứ đến liên hệ em, số điện thoại 0355 823 389, địa chỉ tại 238 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp. Rất nhiều loại cây bông hoa. Đây, loại treo, thông lan đầy đủ hết. Bên em rất là nhiều loại cây. Cây gì gì đi, cây gì cũng có. Các anh chị coi, ngõ vào còn hẹp quá, để rất là nhiều cây, không có lối mà đi vào. Đấy, đây là kim tiền, một trong những loại cây trưng trong nhà. Mua cây này về là tiền tài tấn tới, kéo về đầy nhà. Đây, thấy không? Đây. Đấy. Lưỡi hổ vừa hút khí độc, đem lại môi trường trong xanh cho trong nhà. Đây, phát tài núi,
phát tài núi trồng tam đa. Tam vừa mang đến tài lộc tiền tài mà lại còn tam đa nữa. Rất là tốt. Đây, lưỡi hổ. Bên em có rất nhiều loại lưỡi hổ. Từ để bàn cho đến trong nhà cho đến trên chậu. Đây. Hàng nhỏ này mình có thể để bàn làm việc. Đây, được anh. Rất là nhiều loại cây để bàn, cực kỳ đẹp, cực kỳ long lanh. Ngoài ra còn có rất nhiều các loại cây trưng văn phòng, trưng trong nhà, bonsai, bóng mát, đầy đủ hết. Vâng, đây, bonsai. Đây là những gốc gọi là gốc linh sam. Đây, các anh chị. Rất là nhiều linh sam. Ngoài ra còn có me, gốc me này, me khế gân này, đây khế gân, đây nữa khế gân, me có rất nhiều loại, đấy, đây me, được mùi, con sai, đầy đủ hết, đấy, bên em bán giá rất là phải chăng các anh chị. Bên em là chuyên cung cấp bán buôn cũng như bán lẻ luôn. Anh chị nào mà có công trình nào nhận nhiều số lượng thì đến bên em. Bên em sẵn sàng báo giá với giá cực rẻ. Các anh chị cứ coi qua bên em, vườn cây bên em rất là nhiều loại cây. Và đây là một số loại cây bóng mát, cây ăn trái như là mít, xoài, mận, ổi, khế, vũ sữa. Rất là nhiều loại cây. Cây bóng mát thì có bàng Đài Loan đây. Cây cao sẵn là 4 mét. Về trồng là mát ngay. Rất là tốt. Rất là to. Đấy, xoài. Quát trời xoài luôn. Mận, ổi, cóc. Ổi bên em là ổi lê Đài Loan, giống cực kỳ ngon. Đấy, rất là siêu trái nha anh chị. Rất là siêu trái. Ổi giống này cực kỳ ngon. Rất là nhiều trái. Ngoài ra còn cóc. Cóc bên em là cóc Thái. Đấy. Rất là nhiều loại cây. Mời các anh chị đến tham quan, theo dõi vườn cây. Gần em rất nhiều loại cây, từ cây trong nhà cho đến cây ngoài trời, đến cây bonsai, đầy đủ, không thiếu một loại cây gì. Không phải nói chứ vườn nhà em thuộc dạng lớn nhất nhì Biên Hòa luôn. Và đây thưa chị, đây, những gốc sứ hồng nguyên thủy rất là đẹp. Đây là tùng La Hán rất là nhiều. Đây. Đấy. Tùng này rất nuôi rất là nhiều năm. Anh chị nhìn xem những cái gốc này. Đây, đây sợi quanh những cái gốc nuôi rất là nhiều năm. Gốc nó u nằn lên như này. Chị nhìn này. Đấy, một tay em cầm còn không hết. Rất là to. Đây là những cây tùng tứ diện. Em quay lên cho các anh chị coi. Vườn nhà em rất là nhiều loại cây. Đây. Khế siêu trái luôn. Em khẳng định một câu. Vâng, đây. Khế là siêu trái. Đấy, các anh chị thấy. Cây khế bóng mát này cao 1m7 đến 1m8, trái gọi là rũ rĩ trên cây luôn rồi. Còn đây là những khế gân. Đấy, anh chị nhìn coi, nắm cái gân nó lên này, rất là đẹp. Đấy. Tay tung em bẻ hết rồi, anh chị mua về chỉ việc trưng và xài thôi.
cách chăm sóc nó rất là dễ dàng. Anh chị cần tư vấn gì đến đây em tư vấn, sẵn sàng tư vấn cho anh chị miễn phí. Đây. Gần nhà em rất là nhiều loại cây. Đây. Châu Thái đây. Châu Bà treo nha. Rất là nhiều loại cây. Tùng La Hán. Vâng. Hãy nói vườn tùng luôn. Chứ không phải nói là một hai cây. Có rất nhiều cây cho anh chị lựa. Hàng này em chưa có lên trọng, em đang dưỡng để nó giữ tay, mới bẻ tay xong. Rất là đẹp. Có những dáng gọi là anh chị chưa nhìn thấy đâu, gốc đế rất là to. À, dáng này, cây này dáng bay này. Đấy, anh chị thấy không? Đó, bay trồng cái chậu cao nó rất là đẹp. Rồi, đây là em giới thiệu sơ qua về vườn cây nhà em. Rồi, rất mong gặp lại các anh chị ở trong clip khác. Rồi, xin chào, tạm biệt.